Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Xin chào các bạn đến với khóa học đào tạo SEO online trên Mr. Hoài Blog. Hôm nay là cái bài đầu tiên chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cách nghiên cứu từ khóa, tìm ra cái bộ từ khóa tốt nhất cho việc SEO nhằm tăng cái doanh số bán hàng cho các bạn.